chương 674, ta tin ngươi. Bình yên ban đêm chợt nổi lên nhiệt độ cao, may mắn được thiên cơ tử tại bên giường chăm sóc, đến giờ tí thời điểm, nóng lui, thiên cơ tử sai người cho ăn nước cháo, lại mớm thuốc. Tình huống liền coi như là ổn định rồi. Nhưng mà, hắn đã sai người đi thông chi lạc thân vương, nói an công chúa tình huống bỗng nhiên tăng thêm. Tại lạc thân vương trước khi đến, thiên cơ tử cùng bình yên nói, lúc ban ngày tại hạ cùng vương ra nói, công chúa hôm nay muốn đi. An công chúa ngắm nhìn hắn, ánh mắt giống như là nhìn xem một cái chưa từng người quen biết. Như vậy lạ lẫm, lại khách khí như vậy, cảm tạ, nghe các nô tài nói, vương gia từ Lan Hương Viên sau khi đi, một mực tại trong tư phòng ngồi, không có ăn cơm chưa trở về phòng. An công chúa liền không có lên tiếng, trên mặt là một loại nhiệt độ cao đi qua tái nhợt, trắng dọa người. Nàng nhắm mắt lại, giống như là mệt mỏi rất muốn ngủ. Thiên cơ tử liền không lên tiếng, vẫn như cũ canh giữ ở bên cạnh nàng. Tại lạc thân vương đi tới thời điểm, an công chúa nhiệt độ cao lại nổi lên tới tiên cơ tử cao mày, tại sao có thể như vậy? Vốn là tất cả lui ra tới, an công chúa dường như là nghe được âm thanh, hơi hơi mở mắt ra, tiếp đó, lại nghiêng đầu ngủ mắt. Lạc thân vương rất nhanh liền đi tới, hắn cháy bỏng mà đi vào. Nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Tiên cơ tử đang bắt mạch, nghe cha hỏi cũng tạm thời không ra tiếng, chỉ chờ bắt mạch hoàn tất lại trả lời. Như thế nào? Lạc thân vương thấy hắn rời tay, không đợi hắn nói chuyện, lại vội vàng vấn đạo. Lạc thân vương cũng cảm thấy vô cùng quái dị, công chúa thể chất rất đặc biệt, nàng dường như là chúng độc ngoại thương gây nên phát nhiệt, vừa là lui phút chốc vừa nóng đứng lên, chúng độc. Lạc thân vương giật này cả mình, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, nàng làm sao lại chúng độc nói không chính xác? Cho dù là chúng độc có lẽ cũng là rất lâu phía trước bên trong, nhưng mà những năm này công chúa hẳn là chính mình cậu uống thuốc kiềm chế chỉ là. Bây giờ thương thế quá nặng tổn hại trung khí, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên. Thiên cơ từ đây cũng không phải lời nói dối, hắn hoài nghi an công chúa trước kia từng chúng độc độc tính một mực không có diệt trừ. Chỉ là uống thuốc hay là dùng những phương thức khác kiềm chế. Lạc thân vương ngồi ở bên giường, nhìn an công chúa cái kia trương bạch thấu khuôn mặt nàng thân thể có chút run dày. Đây là nhiệt độ cao người sẽ xuất hiện sợ lạnh phản ứng, mặc dù không hiểu được y thuật hắn cũng biết nha đầu ngốc hắn tự tay nghĩ đảo qua gương mặt của nàng nhớ tới nàng tự vận một màn kia hắn như cũ cảm thấy tâm hồn đều tắn lập tức như bị điện giật giống như rút tay về vương ra ngài còn tốt chứ thiên cơ tử nhìn sắc mặt của hắn nhẹ giọng hỏi lạc thân vương lắc đầu không tốt bản vương không tốt đẹp gì thiên cơ tử nhẹ nhàng thở dài tại hạ lại đi cho một cái toa thuốc vương ra bồi bồi công chúa a à, hảo lạc thân vương vô ý thức ứng với Thiên cơ tử đi vài bước bỗng nhiên quay đầu, vương ra, tại hạ vì công chúa trần trị thương thế thời điểm, phát hiện trên người nàng ít nhất có vượt qua 30 chỗ vết thương, những năm này. Nàng cũng không đánh gãy tao ngộ phục sát, lạc thân vương đột nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt lóe ra một tia lửa giận. Cái gì, thiên cơ tử sắc mặt buồn bã, chỉ là ngờ tới, nhưng mà một cái hoàng gia công chúa, mỗi ngày chỉ yên tĩnh sinh hoạt, không đắc tội bất luận kẻ nào những vết thương này dù thế nào cũng sẽ không phải chính nàng đâm chính mình tiên sinh có lời gì không ngại nói thẳng lạc thân vương bỗng nhiên đứng lên đáy mắt có nhiều thứ đang từ từ tụ lại lửa giận tia sáng đang nhảy vọt tiên cơ tử nói vương gia công chúa sinh hoạt tại kinh đô kinh đô là dưới chân thiên tử mà tại thiên tử dưới chân dám giết hoàng gia công chúa sợ là không có mấy người mà người nào cùng nàng có lớn như thế thù oán cần phải muốn ba lần bốn lượt ám sát nàng công chúa lại như thế nào trốn qua tới. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng có thể nhìn thấy một ít vết thương, cơ hồ chí mạng, nàng nếu không phải nắm vứt nhân ra nhược điểm, đến mức đó sao? Nói xong, thở dài thi lễ, quay người ra ngoài. Lạc thân vương tâm, giống như là bị cái gì hung hăng đánh trúng, răng khanh khách vang dội nắm đấm cũng không tự chủ nắm chặt đứng lên. Nhược điểm, bình yên sẽ nắm chặt người nào nhược điểm ngoại trừ nàng nói chuyện kia bên ngoài, còn có cái gì có thể để nàng cuốn vào một hồi lại một trận độc chết bên trong đi? Lại là chúng độc, lại là thủ thương, những năm này, muội muội của hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Nghĩ tới đây, hắn tâm cùng cuống họng, đều tựa hồ bị đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng. Không nói ra được trầm trọng cùng khó chịu hắn đưa tay ra, vuốt ve gương mặt của nàng, tay vừa đụng tới an công chúa khuôn mặt, nàng liền đột nhiên mở to mắt, tay cấp tốc nâng lên, vặn lại tay của hắn, chờ thấy rõ ràng là hắn thời điểm. Nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, là người nàng buông tay ra, ánh mắt có chút mờ mịt. Lạc thân vương trong lòng lại là vẫn đau xót, lắc đầu, bình yên, là tam ca, ngủ đi. An công chúa lại không có nhắm mắt lại ngủ tiếp, thậm chí có chút cảnh giác nhìn chung quanh, bất an nói. Ta người đâu? đều ở bên ngoài chờ lấy ngươi ngươi yên tâm tại tam ca ở đây không người dám xuống tay với ngươi lạc thân vương câu nói sau cùng giống như là từ trong hàm giang lóe ra tới cắn nghiền nát hận ý an công chúa lại chỉ là đau thương nở nụ cười ân một cái đơn âm ân nói không nên lời bay châm chọc tràn ngập hoài nghi và không tín nhiệm nàng chậm rãi nhắm mắt lại âm thanh mơ hồ không rõ có lỗi với ta không nên tới Lạc thân vương bờ môi đều đang run rẩy, hắn biết bình yên là đang trách hắn thiên tín, trách hắn nhu nhược. Bình yên hắn thật thấp mà hô một tiếng âm thanh khắp nói không ra đau đớn. Tam ca ta muốn ngủ. Bình yên đem đầu nghiêng đi yên tâm, hừng đông ta liền đi ta không quấy rầy ngươi, không? Đột nhiên mà, lạc thân vương âm vang một tiếng. Như sơn băng địa liệt chấn động đến mức bình yên công chúa lỗ tay ông ông tác hưởng tam ca tin ngươi. An công chúa quay đầu, nước mắt cấp tốc khắc vào mắt vành mắt, nàng gắt gao cắn môi. Không muốn khóc ra thành tiếng, như vậy quật cường ủy khuất, lạc thân vương nhìn, đau lòng vô cùng. Bình yên, có lỗi với. Lạc thân vương dù cho là vững tâm vô cùng người, thấy muội muội cái dạng này, cũng không chịu được động dung, lại hắn cũng không phải thật sự lạnh như vậy cứng rắn. Là ta có lỗi với ngươi, xin lỗi tam tàu. Bình yên lớn tiếng khóc, giống như là đem tất cả thời kỳ gặp cực khổ đều cùng nhau khóc lên, khuôn mặt hiện đầy nước mắt, hết sức thê thảm chật vật. Nàng một bên khóc vừa nói, ngươi như còn không tin. Có thể đi tìm ngày đó phục dịch Tam tổ người, nếu như các nàng còn không có bị diệt khẩu, bây giờ hỏi, chắc chắn cáo chi ngươi chân tướng, ngày đó các nàng là không dám nói. Lạc Thân Vương nhắm mắt lại, nước mắt cũng là cuồn cuộn rơi xuống, đau lòng không chịu nổi, phẫn nộ khó khan ác. Ngày đó, phục dịch vương phi người tại vương phi tự vận sau, toàn bộ mất tích. Các nàng mất tích thời điểm, vương phủ trong phòng cũng bị mất một chút đồ trang sức. Nghĩ đến các nàng là hốt hoảng bỏ chạy, bởi vì các nàng biết nếu không trốn, chết chính là các nàng. Hắn sẽ đi cha, đem ngày đó sự tình đều tra rõ ràng, mạnh vợ mối thù giết con, hắn không thể không báo. Bình yên, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho bản vương? Hắn nhịn xuống bi thương, lại cũng mang theo một tia oán quái. An công chúa che khuôn mặt bỗng nhiên kêu to lên, điên cuồng mà kêu to, mắt thấy là bi thương đau đến cực điểm, ta không dám có lỗi với, ta không dám ta sợ chết. Chương 675, chân tướng. Tiên cơ tử đứng ở cửa, không nói một lời, đáy lòng cực kỳ chua xót. Hắn tự nhiên biết An công chúa cử động lần này có một nửa là diễn trò, nhưng mà cái kia đau lòng cùng sợ hãi, sợ cũng không phải hoàn toàn là giả bộ. Nhớ tới nàng những năm này làm sự tình, đối với Triều Chính cầm thái độ, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, nàng sẽ không tới. Đại khái trong kinh thật sự rất loạn, tất nhiên nói muốn giúp nàng, thiên cơ tử trong lòng liền có dự định. Đột nhiên lại nghe được Lạc Thân Vương vấn nói, "Hoàng huynh hắn, hắn biết ngươi hôm đó tại nội điện sao? Như biết, sao chịu bỏ qua ngươi?" An công chúa chậm rãi nắm tay từ trên mặt rời, cắn răng nghiến lợi nói, "Hắn bắt đầu không biết ta tại." Nhưng mà có một ngày hắn đi cho mẫu hậu Thỉnh An, mẫu hậu nói lên hôm đó sự tình, nói ta ngay tại bên trong trong điện phạt chụp, hắn liền lưu tâm, nhiều phiên điều tra, ta đều giả vờ không biết. Lại ta cũng giao phó thân bên cạnh phục vụ người, nói ta hôm đó sớm đã đi. Chỉ là như vậy hắn vẫn chưa yên tâm, đối với ta xuống độc dược mạng tính, nếu không phải Đại lương kinh mặc đại trưởng công chúa tới chơi, cùng mẫu hậu lúc nói chuyện, vừa vặn ta tại bị nàng nhìn ra manh mối, chỉ sợ ta đã sớm chết kinh mặc đại trưởng công chúa giải độc cho ngươi. Lạc thân vương nghe chuyện này càng ngày càng dây dưa phải lớn, trong lòng không khỏi càng thêm mấy phần tin tưởng. Cũng không phải, nàng không am hiểu y thuật, chỉ là trên thân vừa vặn có mang theo giải độc hoàn, liền cho ta một bình, chỉ là, loại này giải độc hoàn, lại không thể triệt để đem độc của ta giải hết. Ta hàng năm phải ăn một khỏa năm ngoái vừa vặn ăn xong một viên cuối cùng đến năm nay mùa đông nếu lại khó giải độc hoàn ta liền sẽ chết lạc thân vương lập tức nhân tiện nói không quan trọng tất nhiên giải độc hoàn hữu dụng tam ca đi đại lương tìm kinh mặc đại trưởng công chúa vì ngươi cầu tới cảm tạ tam ca bình yên nước mắt doanh tại tiệc lại bắt đầu nước nở nhiều năm như vậy liền không người đối với ta như thế hảo lạc thân vương vốn cũng là thăm dò một lần cuối cùng như hết thảy đều là nàng bịa đặt nhất định sẽ không để cho hắn đi tìm đại trưởng công chúa có thể nàng đồng ý mang ý nghĩa đây hết thảy đều là thật lạc thân vương đáy lòng liền không khỏi nặng nề mấy phần nắm chặt tay của nàng nói khẽ yên tâm về sau có tam ca tại không người có thể tổn thương ngươi thiên cơ tử đi tới nói vương ra phương thuốc đã sai người đi bắt công chúa bây giờ cần nghỉ ngơi ngài vẫn là về trước a lạc thân vương đứng lên nhìn xem thiên cơ tử vấn nói nàng tình huống bây giờ như thế nào không tốt lắm thiên cơ tử lắc đầu nói vậy bản vương ngay ở chỗ này trông coi đợi nàng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm mới đi lạc thân vương đốc định nói hắn đã đối với cô muội muội này sơ sót thật nhiều năm đơn giản là vẫn luôn không biết nàng trải qua thê thảm như vậy phía trước nghe sờ kính nói nàng tính tình xảo trá yêu ta đi ta làm thậm chí liền thân nhân hảo ý đều nghịch bây giờ nhìn quay đầu đây không phải là thân nhân hảo ý đó là ác ý tiên cơ tử gật đầu tốt lắm Tất nhiên vương gia bồi hộ ở bên, vậy tại hạ liền đi giám sát hạ nhân sắc thuốc. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Sắp lúc trời sáng, An công chúa nóng mới dùng chậm rãi rút đi, quan sát nửa canh giờ, chính xác không tiếp tục đốt, Lạc thân vương cùng thiên cơ tử mới yên tâm rời đi. Già Lan Hương viên cửa ra vào, dặn dò hạ nhân muốn nghiêm mật trông nom, không thể ra cái gì sai lầm, như công chúa lại phát nhiệt liền muốn lập tức tới báo. Tiên sinh, đến thư phòng đi, bản vương nói ra suy nghĩ của mình lạc thân vương nhìn xem nắng sớm mờ mờ chân trời đáy mắt có một vệt dứt khoát cùng lạnh lẽo hào thiên cơ tử không có lập tức hỏi chỉ là theo hắn cùng nhau đi thư phòng tiến vào thư phòng cửa lớn vừa đóng lạc thân vương lập tức hỏi còn có cái gì là bản vương không biết đều cùng nhau nói a à? tiên cơ tử vẫn nói vương ra lại không luận vương phi sự tình liên quan tới hôm qua cho ngài nhìn tin ngài tin mấy phần Lạc thân vương trầm ngâm chốc lát, hỏa thiêu đuôi chó sói núi, thiêu chết hơn 5.000 người, lại đem nạn dân an trí tại sao thành, muốn tươi sống chết đói bọn hắn, những thứ này. Bản vương cũng không quá tin tưởng, cũng không phải bản vương tin tưởng hắn, chỉ là. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Tổn hại hắn tài đức sáng suốt. Sau này tại Bắc Mạc, hắn cái này hoàng đế, sợ là nhân tâm mất hết, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chắc hẳn đây hết thảy cũng là tần thuyền thông đồng mộ dung kiệt dở trò. Thiên cơ tử chắp tay, vương ra, chuyện này, có lẽ có người có thể cùng ngài nói rõ, ai? Lạc thân vương bỗng nhiên ngẩng đầu tiên sinh, ngươi quả thật rất nhiều chuyện chậm đã bản vương. Thiên cơ tử cười khổ, tại hạ cũng không phải là có ý định giấu giếm, chỉ là. Nếu không phải an công chúa tới này một chuyến, tại hạ nói lời, vương gia sẽ tin sao? Như vương gia không tin lời của tại hạ, như vậy tại hạ tiến cử người, chỉ sợ vương gia cũng sẽ không tin. Lạc thân vương giơ ngón tay lên rồi một lần cái ghế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngồi đi. Cẩn thận cùng bản vương nói tới, vậy ngươi muốn tiến cử chính là người nào? Ngươi một mực phái người tiềm phục tại kinh đô, cũng đều nghe nói cái gì? Ngươi nói đúng, nếu là ngày trước ngươi cùng bản vương nói những lời này, cái này lạc phủ thân vương. Sợ là cho không thể ngươi tiên sinh, bản vương như không có ngươi, chỉ sợ sẽ làm sai rất nhiều chuyện. Thiên cơ tử cười vương gia, tại hạ nếu không phải phải vương gia ơn chi ngộ, cũng không hôm nay an bình thời gian. Hắn rõ ràng rồi một lần cuống học, nói, tại hạ kỳ thực là từ ba năm trước đây lên. Liền bắt đầu lục tục ngo ngoe phái người đi kinh đô, nhưng mà, sử dụng đều không phải là vương phủ người. Mà là tại hạ ngày cũ giang hồ bằng hữu đuôi chó sói núi trận lửa lớn đó, tại hạ người theo đuôi tàu ra người đi đuôi chó sói núi, tận mắt nhìn thấy cái kia cực kỳ bi thảm một màn, chuyện này huyền náo rất lớn, tần thuyền bởi vì trận này đại hỏa, quyết định phản. Lập tức sai người đi đại chu nhận về sở nguyệt vương ra, đồng thời, hoàng thượng còn tại đem vào kinh thành nạn dân nạn dân đều mang đến sao thành, nói là thật tốt an trí, kỳ thực. Là muốn chết đói bọn hắn, bởi vì... Triều đình cũng không có hướng về sao thành vận chuyển một chút xíu lương thực và dược vật, thậm chí, hạ tử an nghiên cứu ra trừ ôn dịch lương phương, hoàng thượng cũng không có tuyên bố xuống. Hắn là khăng khăng muốn buộc ôn dịch này giết chết tay khu người, như thế, liền có thể có sư thừa lương thực và dược vật vận chuyển về chiến trường lạc thân vương cao mày đánh gãy hắn mà nói, không đối với, đại quân lương thảo. Sớm đã có chuẩn bị tại sao còn muốn cấp đoạt nạn dân lương thực vận chuyển về chiến trường. Tiền cơ tử nói, cái này cần hướng phía trước nói, bắc mạc chấn độc, ôn dịch bộc phát, hoàng thượng vì kiềm chế sự phẫn nộ của dân chúng, liền thông qua lấy đình chiến phương thức để đại chu người đi thỉnh đại lương quốc bình yên lão vương ra tới kinh đô về phần tại sao muốn để đại chu người đi thỉnh vương ra chỉ sợ cũng hiểu phía trước bởi vì kinh mặc đại trưởng công chúa tới chơi hoàng thượng đắc tội nàng bởi vậy hai nước vẫn luôn không có khôi phục lui tới nhưng mà cuối cùng không có mời đến bình yên lão vương ra ngược lại là mời đại chu nhiếp chính vương phi hạ tử an tới bởi vì là có hiệp nghị đình chiến cho nên mộ dung kiệt cũng đi theo chỉ là sau khi bọn họ đến lại gặp phải hoàng thượng lạnh chờ nguyên lai like, hoàng thượng căn bản không có tính toán thật sự trị liệu dịch chứng chỉ là nghĩ lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng không muốn học sinh trung học biến lại cũng dỗ trước trận nguyên soái mộ dung kiệt tới đại chu dùng cái này dùng thế lực bắt ép hào gọi tần thuyền tiếp tục xuất binh nhưng mà tần thuyền người này cũng là tính tình quật cường người nàng cảm thấy như là đã ngưng chiến Vậy thì không thể thừa dịp mộ dung kiệt cùng hạ tử an tại bắc mạc trị liệu dịch chứng thời điểm khai chiến, cho nên, không để ý đến hoàng thượng hạ tiến công ý chỉ, hoàng thượng bất đắc dĩ. Lại âm thầm thông chi trong quân nội ứng, lấy quân cánh phải bị đại chu đột kích làm lý do, chọc giận tần thuyền. Tần thuyền quả nhiên trúng kế, đại quân tiến lên, cũng liền chọc giận đại chu đại nguyên soái tiêu kiêu, tiêu kiêu dưới cơn nóng giận, hỏa thiêu bắc mạc quân quân lương dự trữ, trận này đại hòa thiêu đến hết sức kỳ quái, nghe nói là thiên hỏa đốt cháy, nhưng mà cụ thể không người biết được. Chương 676: Kinh hiện nhu giao. Lạc thân vương cười lạnh, sờ kính đại khái không nghĩ tới tiêu kiêu cùng mộ dung kiệt sẽ tuyệt địa, địa phản kích A. Đúng vậy, điểm ấy quả thật làm cho hoàng thượng có chút chân tay luống cuống, dẫn đến hắn tiếp xuống an bài lệch hướng kế hoạch lúc đầu, muốn đánh, phải có lương thảo những thứ này lương thảo từ đâu tới đây quốc khố nhiều năm như vậy đã chống không ta nam quận hàng năm tiến cống đều dùng ở quân nhu bên trên quốc gia không có bạc không có nhiều như vậy lương thực dự trữ lại muốn trần tai lại muốn vận chuyển về chiến trường tiếp tục đánh trận cả hai chọn một mà thôi hoàng thượng lựa chọn hy sinh nạn dân đồng thời tần thuyền không có phối hợp hoàng thượng hành động cái này khiến hoàng thượng rất lo lắng hắn cảm thấy hắn đã không cách nào khống chế tần thuyền nhưng mà tần thuyền trong tay nắm chặt binh quyền, cắn nàng không vào, như ép, hắn ngược lại gặp tai họa ngập đầu. Bởi vậy, hắn để tần gia lão thái thái đi cùng tần thuyền nói, chỉ là tần gia lão thái thái không có đi thuyết phục tần thuyền, ngược lại, là dâng lên một đầu kế sách, đầu này kế sách. Chính là bức tần thuyền phản, để nàng đỡ sở nguyệt vương ra ngồi long ỉ, mà hắn lại sớm làm chuẩn bị chết giả. Trấn quốc vương gia tạo phản, cũng là thụ tần gia lão thái thái khuyến khích đây là tên liệt tần tuyền cùng mộ dung kiệt bởi vì mộ dung kiệt lúc đó đã thuyết phục long lão tướng quân từ long lão tướng quân liên hệ chủ hòa phái người lạc thân vương lần nữa đánh gãy hắn mà nói người nói mộ dung kiệt liên lạc long lão tướng quân lòng lão nguyện ý đứng ra nguyện ý lạc thân vương không khỏi lông mày sắc buông lỏng nếu ngay cả long lão đều tin mộ dung ra chắc hẳn hắn thật sự không muốn đánh trận mới nguyện ý ủy phía dưới tư thái tới bắc mạc cũng không phải đùa nghịch cái gì quỷ kế ân đúng vậy tân đế đăng cơ mộ dung kiệt cùng hạ tử an trở về đại chu nhưng mà lại tại lúc này truyền đến tần thuyền giết chết vương hoàng hậu bị đánh vào hình bộ đại lao tin tức vương gia thử phỏng đoán một chút nếu như tần thuyền tội danh thành lập ám sát hoàng hậu là dạng gì tội coi như bắc mạc có công tội chống đỡ tần thuyền cũng không khả năng lại trưởng binh quyền lại sẽ gọt đi nàng quân tịch đến lúc đó, binh quyền thu về, hoàng thượng lại để cho vương gia mang binh hồi chiều, giết chết sở nguyệt lạc thân vương đưa tay, chế trụ thiên cơ tử nói tiếp. Ánh mắt hắn bên trong ánh sáng, chậm rãi chìm xuống dưới. Thiên cơ tử nói người kia quá xa lạ, hoàn toàn cùng hắn trong ấn tượng thân thiện huynh trường không phải một cái bộ dáng. Thật lâu, hắn mệt mỏi mở miệng, người nói người người mắt thấy đuôi chó sói núi tình huống bi thảm, bọn hắn trở về thời điểm, gọi bọn họ tới nhìn một chút bản vương. Thiên cơ tử nói: "Vương gia nếu muốn nghe, có lẽ tại hạ cho vương gia dẫn tiến hai người, hai người này là tại hạ người từ Bắc Mạc cứu trở về, cũng là đuôi chó sói núi cái kia một hồi thảm kịch người bị hại." Lạc Thân vương Zoryer lắc một cái, "Cái gì? Các ngươi còn cứu được người trở về là nạn dân sao? Nhanh, nhanh truyền, không phải nạn dân, thân phận của hai người này bởi vì tương đối đặc thù, cho nên tại hạ người cứu được bọn hắn sau khi trở về." liền một mực để bọn hắn ẩn thân tại Nam Ca trong viện, Nam Ca viện từ. Ngươi lại đem bọn hắn giấu ở tần lâu bên trong đi. Lạc thân vương chừng một chút con mắt đảo. Tiền cơ tử bất đắc dĩ nói cũng không biện pháp tại hạ người cứu bọn họ thời điểm bọn hắn còn tại bị đuổi giết lại một người trong đó bị thương nếu không cẩn thận một chút. Sợ bị truy sát người đuổi kịp liền không công hại hai đầu tính mệnh bọn hắn là thân phận gì. Lạc thân vương vấn đảo. Tiên cơ tử nói, một người trong đó, gọi A Cảnh, là tần thân thuyền bên cạnh thị vệ, đến nỗi một người khác, nàng không thừa nhận thân phận, lại ngụy trang thành nam tử. Đối với tại hạ người cũng không tiết lộ qua, chỉ là, bởi vì tại hạ người tại kinh đô thời điểm, đối với nàng sự tình cũng có chút lưu ý, biết thân phận của nàng là Đại Chu Nhu Giao huyện chủ. Nhu Giao huyện chủ, lạc thân vương suy nghĩ một chút, Đại Chu huyện chủ biết bao nhiêu bản vương không biết đại chu đã qua đời hoàng thái hậu chất nữ tôn gia người cái này huyện chủ vì sao lại tại đuôi chó sói núi đâu nàng là theo hạ tử an cùng nhau tới cái này hạ tử an tại sao muốn mang một cái kim quý huyện chủ tới bắc mạc lạc thân vương lòng nghi ngờ lại bị câu lên tiên cơ tử giải thích nói vị này nhu giao huyện chủ tuy nói xuất thân danh môn lại cùng khác thiên kim khuê tú không giống nhau nàng thành qua một lần thân Phu quân sau khi qua đời liền học y thuật tại trận này ôn dịch bên trong, nàng cũng xuất lực không thiếu, một cái huyện chủ, một cái vương phi, một cái vương gia. Còn có một cái Trần gia tôn tiểu thư, ai, đại chu hoàng gia, mới là người sống sờ sờ a, à, Lạc thân vương không khỏi thở dài. Cũng không phải, các nàng vốn có hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, mời bọn họ đến đây đi, bản vương muốn gặp nàng, nhìn một chút cái này kỳ nữ. Tiên cơ tử nói, "Hảo, tại hạ này liền sai người đi mời bọn hắn." Tiên Cơ Tử đứng lên chắp tay, quay người ra ngoài. Sau một canh giờ, một chiếc xe ngựa màu xanh đến Lạc phủ thân vương cửa ra vào. Á à cảnh trước tiên nhảy xuống xe ngựa, tiếp đó vén rèm lên đỡ Nhu Dao xuống. Nhu Dao nam tử ăn mặc một thân xiêm y màu trắng, người rất gầy yếu, ước chừng gầy hốc hác đi, sắc mặt vẫn là rất tái nhợt, mặc dù là thân nam nhị ăn mặc nhưng mà khuôn mặt tinh xảo tú mỹ. Liếc mắt liền nhìn ra là nữ tử thiên cơ tử đứng ở cửa chào đón tôn công tử a à cảnh khổ cực nhu giao tiến lên chắp tay nói còn không có chính thức đáp tạ tiên sinh ân cứu mạng tôn công tử khách khí thiên cơ tử mỉm cười nhìn nàng tôn công tử sắc mặt tự hồ khá hơn một chút khá tốt tốt hơn rất nhiều tạ tiên sinh nhu giao trả lời nói vậy là tốt rồi vương gia thỉnh hai vị đi vào thiên cơ tử nghiêng người chào đón a à cảnh đỡ nhu dao đạp vào thềm đá hắn vẫn luôn không lên tiếng đối với thiên cơ tử cũng tương đối phòng bị nhìn thấy thiên cơ tử một mực nhìn qua nhu dao hắn liền ngăn tại nhu dao bên người để nhu dao cùng thiên cơ tử kéo ra khoảng cách nhất định nhu dao ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ không ngại hắn nếu muốn hại chúng ta đã sớm có thể hạ thủ a à cảnh ừ một tiếng chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ cảnh giác tiến vào vương phủ hai người nhìn không chớp mắt đi theo thiên cơ tử đi xuyên qua hành lang, xa xa giả sơn đứng lặng trên hồ, sóng ánh sáng liễm diễm, cảnh trí mỹ hảo. Thiên cơ tử mang theo hai người tới cửa thư phòng, liền có hạ nhân đi vào thông báo, phút chốc. Lạc thân vương lại tự mình ra nghênh đón. Nhu giao cùng á cảnh liền giật mình, nhưng mà lập tức liền hiểu, sợ là thiên cơ tử đã sớm biết thân phận của hai người. Nhu giao cũng sẽ không tại trang nam tử, phúc thân nói, nhu giao. Gặp qua vương gia. A à cũng chắp tay một cái, đồng thời không có sưng hô, cũng không vấn an. Huyện chủ, lạc thân vương hoàn lễ, ánh mắt nhìn thẳng nhu dao, nhu dao bộ dáng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái xuyên quốc gia đi trị liệu ôn dịch. Lại ý chí kiên nghị người, lại là như thế một cái yếu đuối tiêm tiêm nữ tử, mau mời tiến. Lạc thân vương đạo nói xong, hắn liền chính mình đi vào trước. Nhu Dao bước qua cánh cửa, nhưng mà cất bước thời điểm có chút gian khổ, lảo đảo một chút, Thiên Cơ Tử thấy thế, vội vàng tiến lên nâng. Nhưng mà lại bị A Cảnh một thân hình chiếm đi qua, xinh xinh đem Thiên Cơ Tử gạt ra một bên, hắn thản nhiên nói ta tới liền tốt, không nhọc tiên sinh. Thiên Cơ Tử thản nhiên nở nụ cười, hào. Tiến vào trong thư phòng, Lạc Thân Vương tỉnh hai người ngồi xuống, nhưng mà A Cảnh lại chỉ là đỡ Nhu Dao ngồi xuống, chính mình đứng tại Nhu Dao bên cạnh thân. chương 677, Nhu Giao nói ra sự thật. Nhu Giao sau khi ngồi xuống, liền đối với lạc thân vương gửi tới lời cảm ơn, vương gia bên người tiên sinh đã cứu chúng ta. Vẫn muốn ở trước mặt cùng vương gia gửi tới lời cảm ơn, chỉ là khổ vì ta phía trước có thương tích trong người, không ra được môn, bây giờ tốt hơn chút nào, lại phải tiên sinh mời. Ta cũng tốt thừa cơ cho vương gia nói lời cảm tạ, tạ vương gia ân cứu mạng. Nói xong, nàng đứng lên khom người a à gảnh vội vàng đỡ cũng cùng nhau khom người huyện chủ nhanh ngồi bản vương không dám nhận lạc thân vương xấu hổ địa nói kỳ thực huyện chủ hiểu lầm bản vương căn bản không để cho tiên sinh đi cứu các ngươi trên thực tế bản vương cũng là hôm nay mới biết các ngươi tại nam quận nhu giao liền giật mình nhìn về phía tiên cơ tử thiên cơ tử giải thích nói cứu các ngươi là tại hạ một chút giang hồ bằng hữu bọn hắn xuất thân dân gian khó tránh khỏi có chút giang hồ khí hơi thở cho nên trên đường có lẽ đối với huyện chủ có bất kính huyện chủ thứ tội nhu giao lắc đầu không quan trọng nếu không phải bọn hắn xuất thủ cứu giúp ta cùng a cảnh đều sẽ chết ở truy binh thủ hạ chính xác một đường tới nam quận thời điểm đối phương thái độ tương đối thô lỗ động một tí mắng chửi nếu không phải nàng bản thân bị trọng thương a cảnh sợ là đã sớm cùng bọn hắn đánh lên nhưng mà bất kể như thế nào cái mạng này xem như bảo vệ thiên cơ tử nói là như vậy huyện chủ hôm nay lỗ mãng xin ngài tới là vương ra nghĩ muốn hiểu rõ đuôi chó sói núi sự tình ngài có thể hay không đem trước sau từ đầu đến cuối đều nói một lần nhu giao nhìn xem lạc thân vương tỉ mỉ nghĩ lại thiên cơ tử cứu được bọn hắn lại chậm chạp không có cáo chi lạc thân vương tăng thêm a cảnh phía trước nói qua với nàng lạc thân vương cùng sở kính tình cảm huynh đệ mười phần thâm hậu hắn hẳn là không tin sở kính sẽ làm chuyện như vậy đến nỗi hôm nay vì sao lại bỗng nhiên gọi bọn họ tới sợ là trong kinh xảy ra biến cố nàng chậm rãi đi lên một bước a cảnh lo lắng đỡ nàng nói ngươi ngồi liền tốt nhu giao nói khẽ không quan trọng nàng vẫn như cũ nhìn xem lạc thân vương tiếp đó nhẹ nhàng xốc lên chính mình váy kéo lên rộng lớn làm đặc biệt ống quần lộ ra hai cái đùi lạc thân vương vội vàng quay qua con mắt không vui nói huyện chủ tự trọng Nhu dao nói, vương gia nói trước, người xem trước một chút ta gặp đùi này, sau khi xem, có lẽ lời ta nói. Vương gia sẽ tin tưởng. Lạc thân vương chậm rãi quay lại tới, ánh mắt rơi vào nhu dao trên đùi, chỉ liếc mắt nhìn. Liền cả người chấn trụ. Nàng hai cái đùi lộ đến trên đầu gối một chút, dưới đầu gối, cư nhiên là kinh khủng làm bỏng vết sẹo trần bụng nơi đó còn có nát giữa thương thế của nàng kỳ thực không có triệt để khỏi hẳn chỉ là vừa mới gặp nàng đi đường cũng không có lộ ra đặc biệt không tiện xem ra nàng là kiên nhẫn lấy đau đớn tới khó trách cái kia cái to con hán tử khẩn trương như vậy a à cảnh giúp nàng đem ống quần kéo xuống tiếp đó thả xuống váy đỡ nàng ngồi xuống nói không cần cho người ta nhìn người nói hắn tin thì tin không tin coi như a à cảnh sắc mặt rất khó nhìn hắn không bằng nhu giao thông minh nhưng mà cũng có thể nhìn thấy lạc thân vương hôm nay gọi bọn họ tới mục đích. Sở ra người chữ an công chúa cùng sở nguyệt vương ra bên ngoài, hắn một cái cũng không có hào cảm. Nhu Giao bắt đầu nói, chúng ta chế định kế hoạch đi ngự thú viên trộm lương thực và dược liệu từ lúc từ mộc trại di chuyển đến đuôi chó sói núi sau đó. Lương thực và dược liệu cũng là cấp bách ở trước mắt đồ vật nếu không có hai thứ này, tất cả mọi người sống không được tần thuyền nói chính nàng một cái người đi dò đường nhưng là bởi vì dược liệu nhất định phải lập tức dùng từ an liền quyết định cùng tần thuyền cùng nhau xuống núi trước tiên trộm chút dược tài trở về hai người bọn họ sau khi xuống núi ta kỳ thực rất lo lắng bởi vì ta đối với tần thuyền không phải hoàn toàn thành thật với nhau nàng phía trước đối với chúng ta là rất không tín nhiệm cảm thấy chúng ta tới bắc mạc mục đích không phải vì cứu chữa nạn dân cùng ôn dịch bệnh nhân từng nói năng lỗ mãng, chỉ là tử an nói tin nàng lòng mang bách tính, tạm thời, chúng ta liền đều tin nàng. Nhu giao nói thời điểm thiên cơ từ từ ngoài cửa tiếp nhận hạ nhân đưa hiện lên nước trà. Hắn vẫy tay để cho hạ nhân lui ra, chính mình đem nước trà đưa lên. Nhu giao tiếp nhận nước trà tay run nhẹ nhẹ, đáy mắt còn mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, hồi ức như là dã thú, ăn mòn lòng của nàng nàng uống một hớp nước tiếp đó tận lực dùng bình hòa ngữ khí tự thuật ta nhớ được màn đêm buông xuống đại khái là giờ hợi cuối cùng rất nhiều người đều ngủ bởi vì trong núi con mũi nhiều ta sợ con mũi lại cắn bệnh nhân dẫn đến bệnh tình tăng thêm liền thừa dịp tối đứng lên cùng liễu 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 là đại chu trần thái quân tôn nữ chúng ta hai người hướng về doanh chướng bốn phía châm lá ngài cứu hôn con mũi bởi vì ban ngày có tần thuyền lưu lại quan thị vệ binh ở đây trông coi cho nên chúng ta cũng tương đối yên tâm tay của nàng. Cả ngày càng run run đến kịch liệt, làm xong đây hết thảy, cũng đã là giờ tí qua ta cùng liễu liễu lại đi kiểm tra một hồi mấy cái bệnh tương đối bệnh nghiêm trọng người. Mấy cái này bệnh nhân nếu không có thuốc là sống không qua hai ngày, nhưng mà tự ăn nếu có thể thu hồi thuốc. Bọn hắn mới có thể sống sót vì để cho bọn hắn chống đỡ, đêm đó ta đem còn sót lại một điểm thảo dược đau khổ cho bọn hắn ăn vào, rời đi doanh trướng thời điểm chỉ nghe bên ngoài quan binh thị vệ đang nhanh chóng mà di động ta giữ chặt một người trong đó chính là A Cảnh. A Cảnh để chúng ta nắm chặt hồi doanh sổ sách nói phát hiện tình huống dị thường. Ta cùng liễu liễu không có trở về phòng mà là đi theo nhìn tình huống, chúng ta vừa tới đuôi chó sói núi sao lộ, liền thấy đại đội nhân mã hướng về trên núi đi, lúc đó đường núi đen như mực. Chúng ta cũng nhìn không chân tiết nhưng mà đoán chừng cũng có mấy ngàn người a à cảnh cùng mấy chục danh quan binh thị vệ ngăn lại giao lộ để chúng ta lập tức trở lại sơ tán tai dân ta cùng liễu liễu như bị điên mà hướng chạy trở về tiện tay nhặt lên một cái oa liền dùng sức gõ nhưng mà đã đã quá muộn mang theo hòa tiễn như mưa bay tới điểm doanh trướng bùng khô giáo cây cối mấy ngàn người cùng nhau xử lý quan binh thị vệ căn bản ngăn cản không nổi nhu giao tiếng nói khàn khàn rất mang theo nồng nặc giọng mũi lạc thân vương nghe đến đó sắc mặt đã đen nặng đến kịch liệt trong tay bưng một chén nước hai ngón tay bóp khanh khách vang dội hắn không có lên tiếng mà là chờ đợi nhu giao trì hoãn một hơi nói tiếp hỏa thế lan tràn rất nhanh chúng ta sơ tán rất chậm lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong khói đặc cũng cuồn cuộn dâng lên vì mạng sống đại gia liều mạng chạy ta tận mắt thấy những cái kia trường kiếm đâm vào thôn dân lồng ngực huyết bắn tung tóe đứng lên hai từ lão nhân tất cả cũng không có buông tha, đó là một hồi như địa ngục tàn sát, trước mắt không phải ánh lửa khói đặc chính là tiên huyết, kêu rên một mảnh, ta đời này. Chưa từng trải qua tàn nhẫn như vậy, chàng diện ngực nàng phập phồng lợi hại, ngữ khí cũng không biện pháp lại bình tĩnh. Trở nên kiêu ngạo bén nhọn, lúc đó ta vốn đã đi ra ngoài, thế nhưng là nhìn thấy một cái thôn dân bị quan binh đuổi theo, đó là một người tốt a à, ta không thể thấy chết không cứu, ta chạy về, nhưng mà ta không cứu được hắn, nhìn tận mắt hắn ngã xuống trong vũng máu, não ta đều nhanh nổ tung. cầm chùy thủ lên liền tiến lên, suy nghĩ hoành thụ là chết một lần tốt xấu cũng giết mấy cái đệm lưng. ta ngay cả giết ba người, cuối cùng bị đoạt chùy thủ, chùy thủ kia đâm vào bụng của ta, hỏa thế cũng từng đốt tới. ta biết chính mình chết chắc, chửi ầm lên. người kia vậy mà không có lập tức hạ thủ, mà là tranh đoạt trên người ta tại vật đồ trang sức cướp đoạt hoàn tất, sau đó nghĩ hạ thủ thời điểm a cảnh tới cứu ta. A à cảnh thanh trùy thủ đâm vào người kia phần bụng. Ôm ta đào tẩu, chúng ta xông ra thời điểm, ta váy bị hỏa thiêu, nhưng mà cũng không biện pháp ngừng xuống dập lửa, bởi vì mười mấy người đuổi theo chúng ta nhu dao không nhịn được toàn thân phát run, là phẫn nộ cũng là sợ, một nữ tử đã trải qua như thế sinh tử giao bức ai không sợ. Chương 678, An công chúa cao hứng. A Cảnh vỗ nhẹ nhẹ lấy nhu dao bà vai, một mực chụp ngươi đừng nói nữa, tiếp xuống ta nói. Hắn đem ly nước của mình đổi nhu dao cái chén, hắn cái chén bởi vì không có mở ra cái nắp. Cho nên tương đối ấm áp, trước uống ngụm thủy, ta cái này còn sưởi ấm. Nhu Dao nhận lấy, cảm kích nói, cảm tạ. A Cảnh buông ra nàng, sau đó nhìn Lạc Thân Vương, kế tiếp ta mang theo huyện chủ một mực ẩn núp truy binh đại khái là biết huyện chủ cùng ta thân phận cho nên theo đuổi không bỏ chúng ta một mực tại tương đối vắng vẻ trong thôn làng ẩn núp bởi vì huyện chủ ngoại trừ chân bị làm bỏng bên ngoài còn có phần bụng chúng kiếm vì che giấu tai mắt người huyện chủ làm nam trang ăn mặc bởi vì không ngừng mà chạy huyện chủ thương không có bắt được thật tốt trị liệu cho nên thương thế một trận chuyển biến xấu cuối cùng vẫn là bị truy binh đuổi theo tới ta xong quyền nan địch tứ thủ lại mấy ngày liền bôn ba đã tiêu hao thể lực mắt thấy muốn chết tại dưới kiếm của đối phương thời điểm người của tiên sinh xuất hiện đã cứu chúng ta lại mạnh đi đem chúng ta đưa đến nam quận đây chính là chuyện từ đầu đến cuối a à cảnh mà nói đơn giản mau lẹ giao phó ngắn gọn nhưng mà mười phần rõ ràng lạc thân vương sau khi nghe rất lâu đều không nói chuyện nhưng mà ngực chập trùng rất lớn giống như là đang cố gắng nén ở trấn thiên chi nổ vương ra không tin nhu giao hỏi một câu lạc thân vương ngẩng đầu thật sâu hấp khí nhìn xem nhu dao bản vương tin các ngươi tới phía trước bản vương cũng tin chuyện này các ngươi là lúc ấy người ở chỗ này cũng là thụ hại người nghe xong các ngươi nói bản vương tâm khó chịu không nói ra được không nói ra được phẫn nộ nhu dao cắn môi hỏi một cái kiềm chế dưới đáy lòng thật lâu vấn đề vương ra, đuôi chó sói trên núi có bao nhiêu người chạy đi Bọn hắn một đường bị đuổi giết, không biết thế sự như thế nào biến ảo, đi tới Nam quận sau đó, có người trông coi, căn bản không cách nào ra ngoài thám thính tin tức. Lại kinh đô cùng Nam quận có một khoảng cách đại khái tin tức cũng sẽ không nhanh như vậy truyền tới. Nhưng mà, lạc thân vương hẳn là biết đến. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn lo lắng, không biết từ an cùng liễu liễu lanh lợi các nàng thế nào, càng không biết bây giờ bắc mạc loạn thành bộ dáng gì. Nạn dân phải chăng đều mạnh khỏe. Những sự tình này mỗi ngày đều ngăn ở ngực nàng cũng không cách nào yên tâm dưỡng thương dẫn đến chân thương một mực không có khỏi hẳn. Tiên cơ tử thay trả lời, chạy đi có chừng 600 người, người yên tâm, đại chu người tới đều rất tốt, nhiếp chính phương phi cùng trần gia tôn tiểu thư đã trở về đại chu, thật sự. Nhu giao tâm lập tức an xuống, trên mặt tái nhợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, các nàng đều an toàn trở về đại chu. Nhưng mà, lập tức nàng vừa thương tâm, chết mấy ngàn người, những cái kia, đều là cũng là vô tội bách tính A, à, người đương quyền biết bao tàn bảo. Lạc thân vương đứng lên, đối với nhu giao thi lễ, bản vương thay bắc mạc bách tính cảm tạ huyện chủ, cũng thay sở kính hướng huyện chủ bồi tội, huyện chủ yên tâm. Bản vương chắc chắn sai người hộ tống ngài an toàn trở lại đại chu tạ vương ra. Nhu giao đảo. Tiên sinh, làm phiền người tu xếp tốt huyện chủ, các huyện chủ thương thế khỏi hẳn, liền an bài nhân thủ, đưa bọn hắn trở về lạc thân vương phân phó nói là vương gia tiên cơ tử thở dài một hơi đây là tối an bài tích đáng phía trước cứu hai người này thời điểm vương gia đối với tần thuyền cùng đại chu tới nhiếp chính vương một đoàn người đều mười phần có thành kiến bởi vậy hắn chậm chạp không dám dẫn tiến tự nhiên cũng không dám đưa tiễn bây giờ dạng này thật sự là quá tốt a à cảnh lại vẫn nói tiên sinh bây giờ kinh đô thế cục như thế nào đại tướng quân thế nào tiên cơ tử nói chờ các ngươi dàn xếp lại tại hạ sẽ chậm chậm nói cho các ngươi nghe hắn tự mình mang hai người đến lan hương viên bên cạnh tô hà viên vào ở phân phó xong hết thảy sự việc hắn sửa sang lại thần sắc đi lan hương viên an công chúa đã tỉnh lại thiên cơ tử nói với nàng đại chu tới nhu giao huyện chủ cùng tần đại tướng quân bên người tiên phong tướng quân a cảnh ngay tại sát vách công chúa như tốt một chút liền gọi bọn họ tới gặp nhu giao An công chúa vội vàng tròi người lên, ngạc nhiên nói, nàng còn sống. Đúng vậy, tại hạ người cứu được bọn hắn. Tiên cơ tử nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, bản cung này liền đi gặp. Nói đi, nàng liền muốn vén chăn lên xuống giường. Công chúa, tiên cơ tử vội vàng ấn xuống bờ vai của nàng, nhưng lại bỗng nhiên rút tay về công chúa, ngài còn có thương tại người, không thể tùy tiện đi lại, lại nhu giao huyện chủ cũng có thương trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút tối nay lại để bọn hắn tới chính là nhu giao vội vàng sao an công chúa nghe nhu giao còn có thương vội vàng khẩn trương vấn đảo là làm bỏng đến nỗi vết đau đã khỏi hẳn an công chúa nghe nhu giao cũng bị làm bỏng không khỏi thật dài thở dài một tiếng chúng ta bắc mạc thiếu nợ nhân gia đại chu rất nhiều a à, là thiên cơ tử muốn gọi người đi vào diều nàng nằm xong nhưng mà an công chúa lại chính mình nằm xuống Tiền cơ tử đột nhiên cười cười, công chúa, ngài thật sự rất nhịn đau. Hắn quý người đưa tay, muốn vì an công chúa kéo hảo chăn mền. An công chúa lại tại nghe được hắn câu nói này thời điểm, bỗng nhiên trống lên đầu, hai cái đầu đụng nhau, an công chúa ai nha mà kêu một tiếng, tiếp đó đắng hề hề nói, đau chết. Có lỗi với, có lỗi với. Tiền cơ tử vội vàng nói xin lỗi, bỗng nhiên đưa tay vì nàng xoa chán, vội vàng sao. An công chúa phốc một tiếng cười, ngươi không phải nói ta nhịn đau không? vết đau ta đều không sợ nơi nào sợ ngươi viên này du mộc não đại va chạm một chút tiên cơ tử sắc mặt đỏ lên mất tự nhiên thu tay lại cười cười công chúa giờ trò xấu a à. an công chúa nhìn qua hắn thấy hắn trắng noãn trên khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, nghĩ không ra hắn càng là cái dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng người nàng không khỏi cười tiên sinh vang danh thiên hạ tài hoa hơn người, cơ trí hơn người, lại nhảy cảm như vậy thẹn thùng, ngược lại là gọi bàn cung kinh ngạc, chỉ là, người hôm qua xem qua bàn cung cơ thể nàng nói, nhìn chằm chằm vào hắn. Thần sắc cũng từ từ nghiêm túc lên, chờ bàn cung tốt, hai người con ngươi bàn cung là phải tự mình lấy xuống, a à. Tiên cơ tử nhớ tới ngày hôm qua một màn, không khỏi hỏa thiêu gương mặt, hỏa thiêu lỗ tai, một cái đầu cũng đỏ đất chết đỏ lên, này đối không được, tại hạ không phải cố ý hắn tự nhiên biết an công chúa đang mở trò đùa chỉ là nói đến hắn đúng là nhìn lại còn nhìn nhiều chừng mấy lần thật dễ nhìn an công chúa tâm tình tốt đứng lên nhìn nhân ra một đời danh sĩ bị chính mình trêu cợt đắc thủ đủ luống cuống cũng cảm thấy chính mình ác liệt cười nói tốt bản cung nhất thời tâm tình tốt cùng ngươi mở ra một nói đùa tiên sinh bỏ qua cho tiên cơ tử nhìn qua nàng Khuôn mặt vẫn tại nóng dần lên, không, công chúa có thể nói đùa, chứng minh rất nhiều chuyện không vui, đã từ công chúa đáy lòng rời đi, tại hạ vui vẻ không phải. Tại hạ là thay công chúa vui vẻ. An công chúa nhìn hắn khuôn mặt rõ ràng khuôn mặt còn có đáy mắt cái kia hỏa diễm nóng rực. Chợt nhớ tới hắn tại nàng lúc bị thương tại bên tai nàng nói nhỏ, mọi chuyện cần thiết tại hạ đều sẽ vì ngươi làm thỏa đáng. Phút chốc mặt của nàng cũng lập tức như lửa đốt tầm thường hồng nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói, vậy bản cung liền ngủ một chút, tiên sinh tùy tiện. Chương 679, Lạc Thân Vương dự định. Tiên cơ tử có chút lúng túng đi ra ngoài, tại cửa ra vào, hung hăng rút chính mình hai đại cái tát, nhìn ngươi như cái gì? Như cái mới biết yêu sững sờ thanh đầu một dạng, nói chuyện đều bất lợi tác. Động một chút lại đỏ mặt, ngươi hồng cái quỷ gì? Mất mặt, mất mặt. Hắn bước dài mở, đang muốn phía dưới thềm đá, lại nhìn thấy khuôn mặt nghênh ngang mà tại trước mặt lắc lư, hắn sợ hết hồn, nhìn chăm chú nhìn, tức giận nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Tôn dương đỡ eo, lồi lấy hai cái mắt đen vành mắt quái dị mà nhìn xem hắn, tiên sinh ngài chúng ta sao? Đầu tiên là đánh mình một bà tai, tiếp đó còn nói chính mình mới biết yêu, ngài vừa ý người nào? Nói hưu nói vượn, tiên cơ tử bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn. Tiếp đó che miệng của hắn kéo lấy hắn đi xuống, nhưng không cho nói bậy, tại hạ chưa từng nói lời như vậy. Tôn dương ai nha nha mà kêu thảm, phía trước bị công chúa bên người ám vệ béo đập một trận. Bây giờ thân thể có thể đau đâu, nơi nào trải qua được hắn loạn như vậy đầy. Tiên sinh ngài thất thố. Tôn dương đỡ thân cây, cùng thiên cơ tử giữ một khoảng cách đừng tới đây, ngài dĩ vãng nói chuyện đều không mang theo thở hồn hển hôm nay còn ra tay đẩy ta. Ngài mới biết yêu cũng không thể dạng này a à, ngậm miệng. Tiên cơ tử tức giận chừng mắt nhìn hắn một mắt ta vừa rồi nói là trong phòng bếp hôm nay mua đậu nành vừa mở có thể nấu công chúa thích ăn ta. Tiên sinh vẫn luôn nói tại hạ. Tôn Dương càng ngày càng cảm thấy hắn quái dị, đậu nành sơ khai. Đừng khi dễ thuộc hạ không có học vấn, thuộc hạ biết đậu nành thì không cần mở cũng có thể nấu. Thiên cơ tử nhanh chân đi lên phía trước, lười nhắc nói cho ngươi. Tôn Dương khấp khảnh đuổi theo. Nói một chút đi, liền nói một chút đi, nói một chút ngài Đậu Nành như thế nào lúc này mới mở đâu. Ngài đều hơn 30, phía trước ngài Đậu Nành đều không mở qua sao? Nghĩ ngài ngày xưa là nhiều uy phong khả năng người a, thuộc hạ không tin ngài Đậu Nành vẫn luôn không có mở ra qua, ngươi lại nói, ta xé nát miệng của ngươi. Trong phòng An công chúa lặng lặng nghe thanh âm bên ngoài, tai của nàng lực luôn luôn rất tốt nàng câu môi khẽ cười lạnh tiếp đó cái này tia cười lạnh chậm rãi có nhiệt độ ấm áp lên thiên cơ tử kỳ thực nếu như ngươi một mực cũng là lẻ loi một mình chiến đấu ngươi sẽ đặc biệt khát vọng có một người có thể đứng ở bên cạnh ngươi nói cho ngươi đừng sợ chuyện gì ta đều sẽ vì ngươi làm thỏa đáng nếu có người cùng ngươi nói như vậy tâm của ngươi nhất định sẽ nặng luân nhất là người kia dáng sắp còn khá là đẹp đẽ thiên cơ tử đuổi đi để cho người ta chán ghét con ruồi tôn dương cứ vậy mà làm một chút quần áo, đoan chính thần sắc mới gõ cửa thư phòng. Mới vừa đi vào thì thấy lạc thân vương đã viết xong một phong thư, thấy hắn đi vào, nói, phong thư này, người ra roi thúc ngựa, đưa đến kinh đô, cáo chi hoàng huynh. Đã nói bản vương sẽ dốc sức đương trợ ít ngày nữa, liền xuất quân bắc thượng, vương ra thiên cơ tử khẽ giật mình. Lạc thân vương nói, tiên sinh cứ làm theo. Tiếp đó, hắn lấy ra mặt khác một phong thư, đưa cho thiên cơ tử, phong thư này là cho mộ dung kiệt để hắn hết tất cả cố gắng cứu ra tần thuyền. Sau đó đem tần thuyền đưa đến đại chu đi, trong vòng nửa năm, không cần trở về. Thiên cơ tử cũng không phải quá rõ, vương gia ngài muốn làm gì. Thật sự mang binh trở về, không sai. Lạc thân vương cười lạnh, đáy mắt thoáng qua một vòng lệ khí, bản vương cũng nên cùng hắn thật tốt tính toán đoạt vợ sát từ mối hận thiên cơ tử đáy lòng giấy lên vẻ kích động vương gia định làm gì lạc thân vương đi xuống nói hắn không phải vẫn muốn tần thuyền binh mã sao nhưng mà những người này tần thuyền như còn sống hắn là điều động không được tần gia lão thái thái có thể điều động một chút bộ hạ cũ nhưng mà đến cùng bộ hạ cũ không nhiều lắm cho nên tần thuyền đi thẳng một mạch cùng cấp cái này mấy chục vạn binh mã chính là để đó không dùng ở nơi đó hắn có thể nhìn, không thể động, hắn duy nhất có thể động binh, chính là thống kê đứng lên hơn 10.000 cấm quân cùng kinh đô tuần phòng vệ binh, chỉ là những người này cộng lại. Đều không đủ bốn vạn người, bản vương dẫn dắt 15 vạn binh mã trở về kinh đô liền tại bản vương trong lòng bàn tay. Bản vương trước tiên giả ý dỗ đến hắn cùng với tần lão phu nhân tín nhiệm, tiếp đó, chậm rãi vạch trần diện mục thật của hắn, bản vương tính toán một cái, thời gian nửa năm, là đủ thiên cơ tử lộ ra khuôn mặt tươi cười hảo một chiêu đóng cửa đánh chó tại hạ minh bạch phong thư này chính là gọi hắn yên tâm cho dù tần thuyền mất tích cũng không cần rối loạn trận cước tùy tiện ra chiêu để mộ dung kiệt có thể thuận lợi mang đi tần thuyền bởi vì vương gia đã mang binh tới hết thảy đều phải chờ vương gia đến lại từ dài thương nghị đây là thứ nhất thứ hai bản vương sợ hắn chó cùng rất dậu đối với sở nguyệt bất lợi hắn nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực bản vương nơi nào không biết sở nguyệt là làm hoàng đế nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là, phía trước nghĩ lầm hắn giết cha thí quân đoạt quyền, mới đối với hắn có thành kiến, bây giờ hết thầy hiểu lầm tiêu trừ, bản vương cái này làm thúc thúc vẫn là hy vọng giúp hắn một chút. Tiền cơ tử gật đầu, nhưng chợt nhớ tới một người, cái kia thái tử đâu. Vương gia dự định xử trí như thế nào thái tử, lạc thân vương suy nghĩ một chút hắn cùng với bản vương đến cùng là thúc cháu phụ thân hắn phạm sai lầm không có quan hệ gì với hắn lại Thùy trung là thân nhân bản vương muốn cho hắn 5.000 người để hắn tại đông hải tự lập môn hộ lạc thân vương cũng không biết quyết định này chính là thả hổ về rừng thái từ cái này tầm thường vô vi người tại đông hải lại được người tài ba tương trợ ngắn ngủi mấy năm vậy mà tập hợp một nhóm người giết trở lại kinh đô hảo vậy tại hạ lập tức sai người ra roi thúc ngựa đem thư đưa vào kinh đô tin tưởng hai ngày liền đến tin muốn trước đưa cho mộ dung kiệt trì hoãn một ngày lại cho sở kính đưa đi là thiên cơ tử chắp tay cáo lui lạc thân vương nhìn xem thiên cơ tử rời đi ánh mắt chậm rãi quay lại tới yên lặng nhìn bàn đọc sách bên trên cái kia một chung nấu canh thật lâu hắn gọi người đi vào vương ra có phân phó gì tôn dương khấp khảnh đi vào vấn đạo lạc thân vương quay người lại đi lên vừa mới chuẩn bị ngồi xuống lại nhìn thấy tôn dương cái kia chương tương đối đặc sắc khuôn mặt kinh ngạc vấn nói ngươi làm sao tôn dương ngượng ngùng nói thuộc hạ không cẩn thận đắc tội công chúa người bên cạnh bị đánh đáng đời lạc thân vương cười tôn dương không phục nhìn xem lạc thân vương vương gia cũng không biết chuyện gì như thế nào liền nói thuộc hạ đáng đời Nhân gia cũng không thể vô duyên vô cớ đánh ngươi một chầu a, à, hảo, ngươi ngược lại là nói một chút, nhân gia vì cái gì đánh ngươi? Bản vương vì ngươi phân xử." Tôn Dương chậm rãi nhìn hắn một cái. "Này chỗ nào có thể nói?" Cũng không thể nói hắn cố ý đi chọc giận An công chúa a, à, sờ lên đầu, hắn ngượng ngùng nói, "Đại khái là thuộc hạ ngu dốt nói sai." Lạc Thân Vương hừ một tiếng, coi như ngươi tự biết mình. Tôn Dương vẫn nói, vương gia gọi thuộc hạ có dặn dò gì, người đi giúp bản vương kiểm số đồ vật. Lạc thân vương thản nhiên nói. Vương gia mời nói. Lạc thân vương đưa tay sốc lên hầm chung. Khẩu khí lạnh lùng, xem mấy ngày nay, Dương chắc phi bên kia có hay không cùng bên ngoài phủ người nào tới hướng về. Tôn Dương khẽ giật mình, vương gia đi thôi, không nên hỏi nhiều. Miệng của ngươi dùng để ăn cái gì liền tốt cái khác một câu không rất nhiều hỏi. Lạc thân vương lườm hắn một cái. Tuộc hạ là muốn hỏi, là nhìn lớn Dương Trác Phi vẫn là nhìn tiểu Dương Trác Phi? Hai cái đều cùng một chỗ nhìn chằm chằm, phải thêm mấy người, nhất định phải khinh công qua ải, không thể lộ ra dấu vết để lại, là Tuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Tôn Dương thần sắc nguyên một, lĩnh mệnh mà đi. Chương 680, đấu tranh nội bộ. Tại Lạc Phủ Thân Vương mấy ngày, Nhu Giao cùng A Cảnh xem như thở dài một hơi, bởi vì, ngoại trừ Lạc Thân Vương tự hồ tin tưởng bọn hắn bên ngoài, còn gặp được An Công Chúa. An Công Chúa nhìn thấy Nhu Giao làm bỏng, rất là đau lòng, cũng rất là phẫn nộ, nàng trịnh trọng cùng Nhu Giao nói xin lỗi, còn cáo chi Nhu Giao tử An cùng liễu liễu các nàng thập phần lo lắng nàng. Cho là nàng chết nhu giao lòng chỉ muốn về liền nghe lời dưỡng thương tiên cơ tử y thuật mặc dù không tính mười phần cao minh lại có thể đúng bệnh hốt thuốc bất quá mấy ngày nhu giao thương cũng đã kết vảy chỉ là hắn rất tiếc nuối mà cáo chi nhu giao nàng trên đùi làm bỏng vết sẹo sợ là cả một đời đều phải đi theo nàng nhu giao nghe xong lời này cũng chỉ là cười cười không quan trọng hoành thủ cũng không có người muốn có thẹo ngấn liền có thẹo ngấn thiên cơ tử nghe lời ấy nhìn nhìn đứng ở một bên như đầu gỗ a cảnh hắn tựa hồ không hề động cho nhân tiện nói làm sao lại không người muốn huyện chủ dung mạo xuất sắc tâm địa thiện lương nhất định bó lớn nam tử đuổi theo ngài chạy nhu giao cười nói tạ ơn tiên sinh an ủi ta cảm thấy một người rất tốt lại ta tự biết mình ta thành qua thân sợ là không người để ý ta thiên cơ tử ý vị thâm trường nói chỉ sợ chưa hẳn a nhu giao thấy hắn thần sắc cao thâm mặt chắc không khỏi cười nói tiên sinh chẳng lẽ là muốn nói với ta, ngươi dự định cưới ta. Á à cảnh đột nhiên ngẩng đầu trường thiên cơ tử, thiên cơ tử tăng hắng một cái, vội vàng rũ sạch tại hạ lớn tuổi cũng là không người muốn, huyện chủ nói đùa tiên sinh cũng bất quá hơn 30. Sao liền lớn tuổi đâu? Tiên cơ tử liền giật mình, tại hạ vẫn cho là chính mình già 7-80 tuổi, nguyên lai lại mới là hơn 30 sao. Nhu giao cười tiên sinh những năm này, sợ là kinh lịch rất nhiều chuyện a. À tiên cơ tử đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp có lẽ là a à, rất nhiều việc bây giờ nhìn lại giống như là chuyện của đời trước nhu giao thần sắc nhất thời buồn vô cớ nhìn lại chuyện lúc trước nàng làm sao không cảm thấy là chuyện đời trước a à cảnh gặp nhu giao vốn là thật vui vẻ nói lời nói lại bị tiên cơ tử câu phải thương cảm không khỏi lớn tiếng nói huyện chủ nên nghỉ ngơi tiên sinh mời về đi thiên cơ tử nhìn a à cảnh thấy hắn một mặt bao che cho con thần tình khẩn trương liền cười nhẹ một tiếng, đối với nhu giao nói, huyện chủ có đôi khi, hạnh phúc có lẽ ngay tại bên cạnh, chỉ là ngài không thấy, tốt tại hạ không chậm trễ huyện chủ nghỉ ngơi, cáo từ, A cảnh. Tiễn đưa tiên sinh A, nhu giao mặc dù cảm thấy trong lời nói của hắn có chuyện, nhưng mà cũng không truy vấn. Là, A cảnh chắp tay đối với tiên cơ tử nói, tiên sinh, xin mời. Thiên cơ tử chắp tay ra ngoài, lạc phủ thân vương thư phòng, dương chắc phi mang theo thị nữ, xuất hiện tại cửa thư phòng. Tôn Dương mở cửa, nói, chắc phi nương nương mời đến. Dương chắc phi sửa sang lại tóc mai, khóe miệng hàm chứa một tia ôn nhu cười, đẩy cửa đi vào. Thiếp thân gặp qua vương gia. Nàng và thường ngày, phúc thân hành lễ. Lạc thân vương từ một đống văn án bên trong ngẩng đầu lên, dầu ria che đẩy hơn phân nửa khuôn mặt lộ ra sáng người ánh mắt có thần. Bây giờ, cặp mắt kia giống như lưỡi dao trực thấu Dương chắc phi khuôn mặt. Dương Chắc Phi trong lòng hơi hơi hoảng hốt nhưng mà lập tức ổn định tâm thần, vương gia, ngài gọi thiếp thân tới, có phân phó gì sao? Tới Nam quận nhiều năm như vậy, ngươi rất tưởng niệm kinh đô. Tưởng niệm cha mẹ của ngươi, lạc thân vương vấn đạo. Dương Chắc Phi đáy mắt liền uẩn lướt qua một cái thương cảm, vương gia, nơi nào có làm con gái sẽ không tưởng niệm cha mẹ của mình. Chỉ là, đường đi xa xôi, lại thiếp thân lại muốn dẫn lửa cháy nhi, không thể lúc nào cũng hồi kinh hắn xưa nay là cái hiếu thuận người, như vậy trả lời, biết tròn biết méo. Lạc thân vương nói, vậy là tốt rồi, bản vương hai ngày này liền muốn lên đường hồi kinh, người thu thập một chút theo bản vương cùng một chỗ trở về đi, vương ra phải về kinh. Dương chắc phi khẽ giật mình. Đúng vậy, bản vương phải về kinh, lần này sẽ ở kinh đô ở một đoạn thời gian, cho nên tìm muội các ngươi hai người theo bản vương cùng nhau trở về, vương ra chỉ là chúng ta toàn ra trở về sao. Dương chắc phi thăm dò hỏi không, lạc thân vương thản nhiên nói, lần này, bản vương sẽ mang binh hồi chiều, giúp đỡ hoàng huynh, người nắm chắc kiểm nhận nhặt tu thập. Hai ngày sau đó, liền lên đường hồi kinh, dương chắc phi đáy mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười, cúi đầu nói, là cái kia tiếp thân trở về cáo chi muội 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 nhất định rất cao hứng, lạc thân vương gật đầu, đi thôi, cái kia tiếp thân cáo lui. Dương chắc phi lui ra ngoài, dương chắc phi sau khi đi, tôn dương đi vào, vương ra nhìn xem nàng, nàng phát tin hồi kinh sau đó, lập tức dẫn bọn hắn tìm muội tới gặp bản vương. Lạc thân vương thản nhiên nói. Đi qua mấy ngày nay điều tra, hắn phát hiện Dương Trác Phi trong viện nuôi những cái kia bồ câu cũng là dùng để truyền tin bồ câu mà nàng cách mấy ngày liền sẽ phát một phong thư ra ngoài. Mà liền tại hôm qua, Tôn Dương cản lại một cái bồ câu đưa tin, phía trên là kinh đô truyền đến tin, để nàng tra rõ hắn là có hay không yếu lĩnh binh hồi chiều tôn dương đem chuyện này bẩm báo sau đó lại đem tin trói lại trở về để bồ câu bay trở về dương chắc phi viện từ cho dù trước mấy ngày hắn đi tin nói sẽ mang binh hồi chiều sở kính nhưng vẫn là không tin a à, còn muốn gọi người điều tra hư thực lạc thân vương cười lạnh cái gọi là tình cảm huynh đệ cho tới bây giờ cũng là hắn mong muốn đơn phương Dương Chắc Phi trở lại trong viện, liền đem hạ nhân phái đi, trở về phòng viết tờ giấy, liền ở phía sau trong nội viện lấy một cái bồ câu, đem thư cột lên, thả chim bồ câu. Động tác mười phần thành thạo xem xét chính là biết là làm đã quen. Chỉ là một lần, nàng nhưng lại không biết bồ câu không có bay trở về, mà là vừa bay ra bên ngoài phủ, liền bị tôn dương bắn xuống. Tỷ tỷ, lần này về kinh đô, vương gia muốn dẫn chúng ta trở về. Có phải hay không mang ý nghĩa, nhiệm vụ của chúng ta đều hoàn thành. Tiểu Trắc phi vui sướng mà hỏi thăm. Dương Trắc phi thở phào nhẹ nhõm, "Đúng vậy, cuối cùng xem như hoàn thành." Cái kiệt tiểu Trắc phi nhẹ giọng hỏi, "Tỷ tỷ cho rằng hoàng thượng là thật không nữa sẽ nghênh chúng ta vào cung?" "Phòng chúng ta vì quý phi." Dương Trắc phi lắc đầu, "Nghênh chúng ta vào cung hẳn là biết, nhưng mà quý phi vị phân, sợ là không cho được chúng ta." Bắc Mạc hậu cung quy định, hoàng hậu phía dưới chỉ có thể có một cái quý phi, kế tiếp là bốn phi, cho nên xem chừng bốn phi tỷ muội chúng ta có thể chiếm hai cái. Nhưng hôm nay cũng không có quý phi a, à, có thể hoàng thượng sẽ phong chúng ta một người trong đó vì quý phi đâu. Tiểu Trắc phi che miệng cười, tỷ tỷ, ngài là sinh dục qua, hoàng thượng coi như muốn ban ân ngài, chỉ sợ cũng không làm được quý phi, chẳng bằng ngài đến lúc đó cùng hoàng thượng nói một chút. Đem muội muội phong làm quý phi, muội muội định sẽ không quên ngài. Dương Trác Phi gật đầu. Đưa tay lấy ấm trà vì nàng châm trà, cũng cho tự mình ngã một ly. Tỉ muội chúng ta hai người, vinh nhục cùng hưởng, ai làm quý phi đều là giống nhau, tới, chúng ta uống một ly, chúc mừng chúng ta tiền đồ cẩm tú. Nàng nâng chung trà lên, móng tay không để lại dấu vết mà ngâm vào trà thang bên trong, tiếp đó khoảnh khắc rời, đem trà đưa cho tiểu Trác phi. Tiểu Trắc Phi nhận lấy, khó nén giữa hai lông mày vui vẻ, đa tạ tỷ tỷ, muội muội sau này làm quý phi, nhất định sẽ tuân theo tỷ tỷ làm trường, như thế tỷ tỷ liền cùng quý phi một dạng địa vị. Dương Trắc Phi mỉm cười uống trà, cái kim ngược lại là không cần gấp gáp, có thể bồi bên người hoàng thượng, chính là tìm muội chúng ta vinh dự vô thượng, nơi nào luận cái gì quý phi không đắt phi. Tiểu Trắc Phi cũng uống trà, thở dài nói, cũng không phải sao trước kia tỷ muội chúng ta bị nhận được hoàng thượng nhìn chúng rời cái kia dơ giấy bẩn thỉu chi địa tỷ muội chúng ta đều đối hoàng thượng vừa gặp đã cảm mến cái này nam quận mấy năm thời gian mặc dù tốt qua vương gia trong lòng lại vẫn luôn nhớ thương một người chết tỷ muội chúng ta hai người dung mạo kiêu ngạo bất luận kẻ nào tài hoa xuất chúng vì cái gì liền không sánh bằng một người chết phàm là hắn có thể ngưỡng mộ ta nửa điểm ta cũng không đến nỗi sẽ cuối cùng niệm tưởng trở về kinh đô trở lại hoàng thượng bên cạnh chương 681, xử trí Dương Chắc Phi. Dương Chắc Phi chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng, không nói một lời, đáy mắt thời gian dần qua, liền hiện lên một tia tàn độc chỉ ý. Tiểu Chắc Phi bỗng nhiên bưng kín ngực, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, tì tì. Bụng ta đau quá a à. Dương Chắc Phi thần định khí nhàn nhìn xem nàng, phải không? Người tiểu chắc phi mi tâm nhảy một cái, nhìn về phía chén trà, người hạ độc. Dương chắc phi ý cười càng thêm sâu, muội muội nói cái gì đó đây là phòng của ngươi cũng là chính ngươi chuẩn bị nước trà ngươi uống trà tì tì cũng uống tại sao có thể là ta hạ độc nàng đưa tay đỡ tiểu chắc phi một mặt lo âu vẫn nói có phải hay không muội muội tâm chứng phát tác ngươi từ nhỏ liền hiểu tâm chứng chỉ là mấy năm chưa từng phát qua lần này nên không phải rất cao hứng gây ra tâm chứng phát tác a à? Tiểu Trắc Phi chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một cái đại thủ tùy ý nắm, bắt loạn, đau đến nàng cơ hồ sắc mặt đột ngột trắng, hô hấp đều cơ hồ không xuyên thấu qua được. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Dương Trắc Phi, ta chưa từng tâm chứng, ngươi muốn hại chết ta. Ngươi muốn độc chiếm quý phi chi vị, muội muội đều bệnh hồ đồ rồi. Dương Trắc Phi cười mười phần thoải mái, vậy mà không nhớ rõ chính mình cũ chứng, có lẽ đến lúc đó hoàng thượng có thể làm muội muội hướng vương gia chứng thực điểm này. Nàng đứng lên, nhìn xem tiểu trác phi ngã trên mặt đất không ngừng mà run rẩy khóe miệng cười lạnh chậm rãi vung lên. Người chết không yên lành chết không yên lành a à, độc phụ. Tiểu trác phi cắn chặt hàm răng, tức giận nguyền rùa. Dương trác phi vân đạm phong khinh nở nụ cười. Chết không yên lành, bây giờ là ngươi, không phải ta. Tiểu trác phi đáy mắt bắn ra oán hận tia sáng, lúc đó rất nhanh liền bị đau đớn thay thế nàng trên mặt đất lăn lộn, lan qua lăn lại giống một cái vùng vẫy dẫy chết cá. Rất nhanh, liền không một tiếng động con mắt trường lớn lão đại. Dương chắc phi ngồi xuống, đưa tay hướng về nàng mũi thở bên trong giò xét một chút, mới gào khóc, có ai không, người tới đây mau, muội muội người thế nào? muội muội cửa bị đại lực mà đẩy ra, người tới lại là lạc thân vương cùng tôn dương, sau lưng mang theo vài tên thị về. Dương chắc phi vội vàng nhào tới lạc thân vương trước mặt khóc lớn nói, vương ra ngài đến rất đúng lúc a à, muội muội tâm chứng phát tác ngài mau mời đại phu a à. lạc thân vương lại là vẻ mặt lạnh lùng đá một cái bay ra ngoài nàng tâm chứng nàng lúc nào phải tâm chứng bản vương làm sao không biết dương chắc phi bị đá té xuống đất bên trên trong lòng cả kinh vội vàng quỳ nói vương ra muội muội đánh tiểu liền hữu tâm chứng chỉ là vài năm nay nam quận sau phải vương ra quan tâm sùng ái không có phát tác vừa mới tiếp thân tới cáo chi muội muội nói vương ra muốn dẫn chúng ta về kinh đô muội muội nhất thời kích động vui vẻ lại gây nên tâm chứng lại lần nàng lời còn chưa nói hết tôn dương liền đem một cái bồ câu đưa tin thi thể nhét vào trên mặt đất dương chắc phi nhìn chằm chặp cái kia bồ câu đưa tin đầu óc ông một tiếng trên mặt huyết sắc cũng từng tấc từng tấc mà rút đi nàng hoảng hồn vương ra tiếp thân đây không phải thiếp thân lạc thân vương cầm trong tay tờ giấy kia chầm chậm triển khai Đọc vương gia đã quyết định khải hoàn hồi chiều, tương trợ hoàng thượng, thiếp may mắn không làm nhục mệnh hắn đem tờ giấy đưa cho tôn dương, lấy đi ra ngoài. Cột vào một cái khác bồ câu đưa tin trên đùi, để dương chắc phi tin tức truyền trở về, gọi chúng ta hoàng thượng cao hứng một chút. Là tôn dương lấy ra tin, quay người ra ngoài. Vương gia dương chắc phi dùng sức dập đầu, vương gia thứ tội, không phải ngài nghĩ như vậy, vừa mới lạc thân vương hơi hơi khom lưng, kéo dương chắc phi, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Bản Vương ngay tại bên ngoài, tỉ mỗi các ngươi đối thoại của hai người, Bản Vương đều nghe nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, like, ngươi lại là muốn làm quý phi a, à, khó trách Bản Vương cái này nam quận phủ, lưu ngài tôn này đại phật không được a. À, không, không, vương gia, ngài nghe thiếp thân giảng giải. Thiếp thân cấp tốc bất đắc dĩ, thiếp thân là bị hoàng thượng uy hiếp. Cầu vương gia nể tình thiếp thân vì vương gia sinh hạ một đứa con phân thượng, tha thiếp thân lần này, thiếp thân cam đoan. Về sau sẽ đối với vương gia trung thành, không dám tiếp tục phản bội vương gia, đúng vậy a, à, Lạc thân vương có chút ít châm chọc nói, ngươi vì bản vương sinh ra hòa nhi, nhưng vẫn là tâm tâm niệm niệm nhớ lại đi làm quý phi, ngươi trở về làm quý phi sau đó, con của ngươi làm sao bây giờ a? À? Từ bỏ, ném đi. Không, không, thiếp thân không phải như vậy nghĩ, Dương chắc phi cả kinh nước mắt đều rơi xuống, trong mắt một mực hốt hoảng chuyển lại nghĩ không ra mạnh mẽ hữu lực biện bạch chi từ. Nàng ôm lấy lạc thân vương chân, khóc nói, thiếp thân không có nghĩ qua bỏ lại hỏa nhi. Thiếp thân cũng sẽ không lưu lại kinh đô, thiếp thân đối với vương gia một mảnh tình thâm, thỉnh vương gia ngài minh giám A, à. lạc thân vương đá vang ra nàng, lạnh lùng thốt. Thu hồi ngươi dối trá ngôn ngữ, bản vương nhìn thấy ngươi liền ác tâm, niệm tình ngươi là hỏa nhi mẹ đẻ. Bản vương không giết ngươi, nhưng mà, ngươi cũng đừng hòng rời đi vương phủ trở lại kinh đô nói xong hắn cả giận nói người tới đem nàng dẫn đi nhốt tại ám viện chặt chẽ trông coi không cho phép nàng bước ra hậu viện một bước cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào thăm không vương gia vương gia ám viện là chuyên môn giam giữ phạm sai lầm nô tài nơi đó chết qua rất nhiều người âm trầm kinh khủng nàng đừng đi ám viện nàng là quý phi a à, nàng muốn làm quý phi a à. thị vệ đi vào dựng lên nàng liền hướng bên ngoài kéo thê lương tiếng khóc truyền đi rất rất xa Vương gia tiểu chắc phi tôn dương thả bồ câu đưa tin trở về nhìn thấy tiểu chắc phi thi thể. Liền vấn đảo. Vớt xuống ám trong nội viện để dương chắc phi nhìn xem thi thể của nàng hư thối. Lạc thân vương không thương tiếc chút nào nhìn tiểu chắc phi thi thể một mắt quay người ra ngoài. Là tôn dương đầu từng đợt run lên cái này quá kinh khủng nhìn mình hại chết người trước mặt mình một chút xíu một chút xíu hư thối sẽ dọa người ta chết khiếp. Dương chắc phi tiếng thét chói tai. Toàn bộ vương phủ đều nghe được. Nhu giao tại an công chúa Lan Hương Viên, nghe đến mấy cái này âm thanh, không khỏi lắc đầu nói, quái khiếp người. An công chúa đứng ở hành lang phía trước, nhìn xem mây cuốn mây bay phía chân trời. Màu sắc sạc sỡ thời đại, vô luận người thành công vẫn là thất bại giả. Trong tay đều phải nhuộm đầy tiên huyết, quyền dục tranh đoạt thực sự là không bờ bến, mệt mỏi, nhọc lòng, khó trách lão thất thà bị ủy khuất chính mình, mất đi tôn nghiêm sao. Cũng muốn ngăn cản trận chiến tranh này bởi vì kỳ thực kết quả là ai cũng không phải bên thắng có thể bên thua nhất định là những cái kia binh sĩ cùng bình dân bách tính mộ dung kiệt mặt lạnh tim nóng như hắn đăng cơ kham vi thiên cổ nhất đế chỉ là hắn chí không ở chỗ này bắc mạc loạn cục đại chu liền không có sao không tại cái kia chỗ ngồi làm lâu liền cũng lại không thả ra đại chu hoàng đế chưa chắc so với sở kính nhân từ chỉ là vẫn có phân biệt ít nhất đại chu hoàng đế nghiêm chỉnh mà nói còn là một vị hiền quân trong lòng của hắn có bách tính đại khái cái này cũng là mộ dung kiệt khó xử chỗ chỉ là cũng đừng nói làm hoàng đế phàm trần thế tục ai lại không nửa điểm dã tâm đâu sao phòng thủ người tầm thường thật sự quá ít như nhiều một ít chỉ sợ thế gian này cũng an bình rất nhiều nhu giao nhất thời không lên tiếng an công chúa thật biết thấy rõ vừa vặn đau nhói lòng của nàng tôn ra ra một vị hoàng thái hậu lại ra một vị quý thái phi, vốn là vinh dự nhất dòng dõi, nhưng mà, hoàng thái hậu tránh hiểm nghi, không có nói mang theo gia tộc cái này nguyên bản không thể chỉ trích cái gì. Có thể bởi vì về mặt thân phận đi tôn ra nơi nào có người cam tâm sao phòng thủ bình thường. Cho dù trước mắt là người giàu sang sinh, nhưng cũng ý đổ lại leo lên cao phong, bởi vậy, những năm này, giúp đỡ quý thái phi làm bao nhiêu bẩn thỉu chuyện. chương 682, tin tức tốt. Đại Chu Kinh Thành, chẳng bằng an công chúa nói tới như vậy loạn, hết thảy đều nhìn như là khôi phục trật tự. Chỉ là, hậu cung chi nhiễu nhương, vẫn luôn hướng về phía tử an mà đi. Tử an phiền muộn không thôi, nhưng cũng không thể không trước tiên đối phó. Một ngày này vào cung thỉnh an, hoàng thái hậu lại cho nàng xuất ra một cái nan đề a à, kiệt vì ta đại chu lập được công lao hãn mã hắn cái này một phòng con nối dõi rất là trọng yếu các ngươi thành thân đến nay cái bụng ngươi còn không có động tĩnh ai ra cùng cần thái phi thương lượng qua cảm thấy nên vì a à, kiệt lập hai vị trắc phi chỉ là a à, kiệt bây giờ còn chưa có trở lại lập trắc phi chuyện này như không có hỏi qua ý kiến của hắn cũng không tốt cho nên liền trước tiên gác lại, chỉ là trong phủ cũng nên nạp một số người, bởi vậy liền trước tiên hướng về trong phủ tiễn đưa một số người, như sau này có thể sinh hạ Nam Hải. Liền đỡ vì chắc phi tử an ngươi thấy thế nào. Cẩn thái phi hôm nay cũng cùng nhau đi vào thỉnh an, nghe xong lời này, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nghĩ biện bạch vài câu, nhưng mà chạm đến hoàng thái hậu cái kia sắc bén uy nghiêm con mắt. Đến bên môi mà nói xinh xinh lại nút xuống tử ừ an còn không có lên tiếng lễ thân vương phi liền thản nhiên nói hoàng thái hậu quản được thật đúng là rộng ta gả cho lão tam nhiều năm như vậy cũng không sinh hạ một nam nửa nữ hoàng thái hậu có phải hay không cũng phải làm lễ phủ thân vương lấp mấy người a à. lễ thân vương phi là không cho nàng lưu mặt mũi gả cho lão tam nhiều năm như vậy nàng bao nhiêu học được lão tam mấy phần chính là mất hứng sự tình như thế nào cũng phải nói ra hoàng thái hậu quét nàng một mắt lạnh lùng thốt bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại nếu là hiền huệ thê từ tại gà vào một năm như không có sinh hạ con nối dõi liền nên vì vị hôn phu thu xếp thiếp thị nàng không có nói thẳng lễ thân vương phi nhưng mà cái này mắng phải mười phần đúng chỗ bởi vì lễ thân vương những năm này chính xác không có lập chắc phi càng không có cái gì cơ thiếp động phòng chỉ là ai cũng biết không phải lễ thân vương phi không muốn để hắn cưới mà là hắn không muốn lễ thân vương phi nghe vậy, thản nhiên nói, ta luôn luôn là cái không hiền huệ người, chuyện này, nhai chi hạng người. Hoàng Thái hậu âm dương quái khí nở nụ cười, ai ra cũng không có nói như vậy. Chỉ là vương phi có dạng này tự mình hiểu lấy cũng rất tốt, các ngươi vị kia vương ra. Là cái người cứng ngắc ai ra như cùng hắn giảng đạo lý sợ là giảng được ai ra mồm mép đều mày mòn, còn không có giảng được thông hắn, cho nên ai ra cũng liền không quản phải nhiều như vậy nàng đem ánh mắt rời về tự an trên mặt người nếu không có ý kiến gì, ai ra tiện tay đi chọn lửa. Người yên tâm, ai ra ánh mắt không dám nói là tốt nhất nhưng cũng sẽ không hướng về trong phủ ngươi loạn nhét người. Tử An ngẩng đầu, chậm rãi nói, tạ Hoàng Thái Hậu vì vương phủ quan tâm. Tử An là cái phụ đạo nhân ra, cái gì cũng không hiểu, mọi chuyện phải dựa vào vương gia làm chủ, nạp cơ thiếp là đại sự. Tử An không dám tự tiện làm chủ, vương gia bây giờ cũng sắp trở về không bằng, đến lúc đó Hoàng Thái Hậu cùng Vương Gia nói. Có lẽ để Vương Gia chính mình chọn, càng hợp ý một chút. Hoàng Thái Hậu không hề lo lắng nói, việc rất nhỏ, cũng phải cực khổ chính hắn tự mình tuyển. Ngươi cái này chủ mẫu, liền không một chút đảm đương sao. Giống như ngươi, sau này như thế nào trống lên trong phủ sự vụ. Tử An buông tay, đây không phải có Hoàng Thái Hậu sao. Hoàng Thái Hậu liền cơ thiếp loại chuyện này đều thay Vương Phủ làm chủ tử an chính là vô dụng chút cũng không quan trọng hoàng thái hậu cười quái dị một tiếng ý lời này của ngươi có phải hay không đồng ý ai ra đề nghị đây là hoàng thái hậu quyết định tử an không dám không nghe theo đề nghị quyết định tử an cũng lười cùng với nàng náo nàng muốn hướng về trong phủ nhét người vậy thì nhét a à, như lão thất đề mắt cũng không biện pháp như không để vào mắt chờ hắn chính mình đuổi chính là Hoàng Thái Hậu nghe vậy, khẽ cười, Vương Phi khéo hiểu lòng người, kham vi hiền lành vợ, như thế ai ra tiện tay đi chọn lựa. Tử An không lên tiếng, nàng bày ra thái độ rất rõ ràng, chính là lão từ chuyện gì đều mặc kệ, người tích thu xếp liền thu xếp đi thôi. Hoàng Thái Hậu tự chuốc nhục nhã, liền thản nhiên nói, các ngươi đều trở về đi, ai ra cái này còn có việc. Đám người thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao cáo lui mà đi ra cửa lễ thân vương phi từng gặp sao nói ngươi không nên không đồng ý nàng cũng không biết sẽ hướng về ngươi trong phủ nhét người nào tử an cười nói không quan trọng tới cũng vô dụng a à. lão thất hán từ này đều không có ở nhà tới nhiều lắm là chính là cho thêm chén cơm ăn vương phủ còn không đến mức nghèo cấp không nổi bữa cơm này ngươi a à, liền nên thật tốt tổn hại nàng một trận miễn cho nàng lúc nào cũng cầm lông gà làm lệnh tiễn lễ thân vương phi hận hận nói tử an cười càng thêm hơn không cần thiết hà tất cùng với nàng chí khí đâu nhân ra bối phận ở nơi nào bầy đâu tính toán ta trưởng bối như đắc tội nàng chính là tự tìm phiền phức còn không bằng để nàng thích giày vò liền giày vò ngược lại không thương tổn chính mình ra thịt liền mặc kệ cũng vậy a à, tốt xấu cũng nhìn chằm chằm ta mẹ chồng tên tuổi thực sự là biệt khuất trở lại vương phủ ma ma gáo tri tử an nói lương vương sáng sớm liền đến bây giờ đang ở trong sân chờ đây tử an vội vàng nhanh chân đi vào quả thật gặp lương vương ngồi ở trong lương đình uống trà gặp nàng trở về mặt mày hớn hở nói bản vương là đến đòi thường tử an xì một tiếng khinh miệt lấy thường ta thường cũng không có dễ dàng như vậy lấy lần này nhất định là có trọng thưởng lương vương cười hì hì nói mau nói tử an đặt mông ngồi xuống trong lòng ta đầu đang ảo não đâu người nói cho ta điểm tin tức tốt để ta giảm nhiệt làm sao vậy lại cho ngươi khí thụ Lương Vương vấn đạo Tử An lườm hắn một cái, hợp lấy tất cả mọi người đều biết nàng sẽ cho ta khí chịu a, à, không phải sao? Nàng liền nhầm vào ngươi, ngươi không có trở về trước a, à, những cái kia cũng là phô trương thanh thế, ngươi trở về, ngươi chính là gặp cảnh khốn cùng. Lương Vương nói, ta thực sự là đồ tám đời huyết môi. Tử An khẽ nói, trợn mắt một cái liếc mắt nhìn hắn, tin tức tốt của ngươi nói là vẫn là không nói a, à, không có nói ta có thể trở về ăn cơm đi, đứng sáng sớm vừa đói vừa mệt ăn cái gì cơm bản vương hôm nay làm chủ đã sớm gọi tụ phúc lâu chuẩn bị một bàn tiệc rượu mời ngươi liễu liễu lành lợi còn có cô nãi nãi cùng nhau đi ăn cơm ăn mừng một trận chúc mừng cái gì a à? tử an không khỏi hết sức hiếu kỳ bắc mạc có tin muốn hay không nhìn a à? lương vương từ tay áo trong túi lấy ra một phong tư tại tử an trước mặt lắc lư một cái tử an mừng rỡ nhanh cho ta xem một chút Lương Vương đem thư ném cho nàng, nói, người không cần nhìn, liền hai cái sự tình, thứ nhất, cứu ra tần thuyền, đang định mang tần thuyền hồi kinh. Chuyện thứ hai, nhu giao tìm được bây giờ tại Nam quận về kinh đô trên đường. Đến lúc đó, cùng Hoàng Thúc cùng nhau hồi kinh. Tử An bỗng nhiên mở ra tin, cực nhanh nhìn, gần từng chữ đều nhìn thấy rõ ràng, nàng che miệng, đã có mắt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, nhu giao không có việc gì lương vương danh mãnh vấn nói đó có phải hay không nên thưởng a à? tin tức này đáng giá thưởng sao tử an kích động nói thường muốn cái gì cứ việc nói lương vương cười nói cơm hôm nay tiền ngươi ra như thế nào tử an đứng lên không muốn đại tụ phúc lâu ăn ngay tại vương phủ ăn đem tất cả hòa đều gọi tới trần thái quân cũng mời đi theo ta tự mình xuống bếp ngươi tự mình xuống bếp lương vương đắng hề hề nói nếu ta lại cho cái trước tin tức tốt có hay không có thể đi tụ phúc lâu an a à?